Chào anh em nhé, nay em Hoàng F43 hướng dẫn mọi người ghim tâm theo nhịp trên cái con chuyển đổi Linh ra 4 anh em nhé. Ở đây nó chỉ hỗ trợ trên những cái dòng máy iOS đã ra Black máy thì mới có thể sử dụng được anh em nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ vào game, anh em nhặt cho em khẩu M4 này và anh em nhớ tháo hết phụ kiện ra nhá. Anh em chỉnh cái ghim tâm theo nhịp thì không nên lắp phụ kiện vào nhé. Và mọi người chỉ lắp cho em băng đạn mở rộng và nhặt tất cả các scope nha. Rồi tiếp theo anh em để cho nó không nhận phụ kiện thì chúng ta điều chỉnh nó mới chuẩn anh em nhé. Rồi tiếp theo là anh em sẽ mở scope lên này. Đó, anh em sẽ test thử cho em xem là đường đạn nó đi như nào nha. Đó, anh em thấy không? Thì nó sẽ hơi bị đi xuống một chút này. Đó, nó chạy ngang là bình thường rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ hơi bị đi xuống một chút đấy mọi người. Thì tiếp theo mọi người sẽ mở scope lên cho em nhé. Mọi người kích nút vào đây này. Đó, ok chưa? Anh em mở scope thì chúng ta điều chỉnh nó mới chuẩn nha. Và anh em kích vào đây này. Đó thì nó sẽ hiện ra cái bảng này nhé. Anh em nhớ là kéo không được cho đề vào súng này, nó sẽ không nhận được nhá. Và điều chỉnh nó sẽ lỗi nhé. Anh em kéo vào cái scope này nó cũng sẽ lỗi này. Đó, anh em thấy không? Thì anh em sẽ để ở một cái vị trí nào mà nó không bị ăn vào bất cứ một cái gì thì nó sẽ là ok nha. Em ví dụ em sẽ để ở cái vị trí này nhé. Và em sẽ test thử này, bắn thử này. Đó anh em thấy không, thì nó sẽ kiểu đến cái chốt đoạn này này, nó hơi bị đi xuống rồi lại đi lên một chút ấy mọi người. Thì ở đây anh em có nhìn thấy là bốn cái nút này, bốn cái nút di chuyển này, thanh này để phóng to thu nhỏ chiều ngang này, thanh này để phóng to thu nhỏ chiều dọc này. Đó, còn cái ô này là để tạo điểm này. Ô này nó sẽ xóa hết các điểm mà anh em vừa tạo đã tạo nhé. Và cái ô này là xóa từng điểm này, còn ô này là ô lưu nhé. Đó ok chưa? Và bây giờ chúng ta dựa vào nguyên lý đó chúng ta đi điều chỉnh nha. Anh em kích vào đây này, đó thì nó sẽ ra một cái điểm này. Ví dụ ở cái đoạn này nó sẽ hơi bị đi xuống một chút đúng không? Thì em sẽ điều chỉnh này. Đó, em sẽ ví dụ ở đây là ghim tâm của nó 61 đúng không? Đó thì anh em để nó đi xuống một chút thì anh em có thể 58 hoặc là 59 đi đấy nhá. Rồi, ok, xong thì anh em kích vào ô này lưu lại nhá. Nếu mà anh em có thể ấn vào ô này này, đó để nó tạo điểm này. Nếu mà cái điểm này anh em không thích thì anh em có thể kích vào đây để xóa này. Đó, còn kích vào ô này thì nó sẽ xóa tắt nhá. Đó. Ok chưa? Đó, bây giờ em sẽ tạo lại nhá. Đó, ở đây em sẽ để nó khoảng là 58 nhá. Anh em ấn ô này lưu lại nhá. Nó hiện lên chữ màu xanh này thì đã lưu nhá. Và bây giờ anh em thay đạn và test lại giúp em nhá. Ok, anh em cứ test từ từ thôi nhá. Đó, ok chưa? Đến cái đoạn này tâm nó không còn bị đi xuống nữa mà nó sẽ hơi đứng ở một vị trí nhá. Rồi, ok. Anh em cứ test thôi. Làm sao tâm nó đứng im là được nhá. Đó, đến cái chỗ đoạn này này. Đoạn này một chút này. Nó vẫn hơi bị đi xuống một chút này. Đó, thì em sẽ giảm xuống một chút nhá. Đó, ok chưa? Em sẽ tạo thêm một điểm đi. Giảm cái đoạn này xuống một chút đi. Đó, ví dụ chỗ này là 57 thì em thấy nó ok rồi đúng không? Đó, thì em sẽ để là tầm 55 đi. Đó, rồi xong em lưu lại nhé. Ở đây thông số của nó ghim tâm lúc đầu là 61 này. Đó, thì anh em cứ điều chỉnh làm sao cho tâm anh em cảm thấy nó ok là được nha. Đó, đến cái chỗ đoạn này nó hơi bị đi kiểu lên một chút này. Hơi đi lên thì chúng ta cần phải tăng cái mức độ ghim lên một chút nhé. Để cho nó đi xuống ấy mọi người. Đó, ok, 63 đi. À, 63 đi, ok, tết lại này. Đó, cái chỗ đoạn này nó hơi bị giật lên một chút này. Đó, giật quá này thì em sẽ kéo dịch vào một chút nhé. Anh em điều chỉnh bằng cái nút này nó cũng dễ hơn nhé. Đó, ok, 64 đi. Rồi, ok, tết lại nhé. Cái đạn tết lại này. Đó. Đó, vẫn bị đi lên một chút này thì em sẽ tăng lên này, 66 này. Rồi, ok, anh em cứ điều chỉnh sao cho tâm nó đứng là được nha. Đó, ok chưa, nó không còn bị đi xuống nữa nha. Đó, ok, đến cái đoạn này nó ok này. Và bắt đầu anh em xảy qua đoạn này nhé. Đó thì nó sẽ bị đi xuống nhá. Đó, khi đến qua cái đoạn này thì nó bắt đầu nó bị đi xuống này. Đó, bị đi xuống thì anh em lại điều chỉnh này. Đến khoảng đoạn này nó bị đi xuống này thì em sẽ giảm xuống khoảng 62 đi xem nó ok chưa nhá. Anh em cứ điều chỉnh thôi. Theo thông số các cụm ếch vào. Bây giờ anh em test là ok là được nha. Đó, ok. Thì đến cái mức này thì em thấy tâm nó khá là ok rồi ấy. Thì xong anh em ấn ô này thôi, nó sẽ mất đi nha. Đó, và bây giờ anh em đã có một cái khẩu scope ghim tâm theo nhịp rất là ngon nhá. Đó, anh em thấy không? Ok chưa? Anh em cứ điều chỉnh cho nó thật là ok nhá. Ở đây thì ví dụ anh em điều chỉnh cốp 4 đúng không? Thì mở lên cho nhận cốp 4 nhá. Đó, ví dụ ở cốp 4 đây em đã điều chỉnh rồi này. Đó anh em thấy không? Đó, thì anh em có thể nghiên cứu nhá và áp dụng cho em nhá. Đây là cái thông số gọi là ghim tâm theo nhịp của em nhá. Và mọi người nhớ là điều chỉnh hết tất cả các cốp giúp em nhá. Đó. Ok chưa? Cốp 3 lại khác, cốp 4 lại khác, cốp 6 lại khác nhá. Và mọi người nhớ là phải điều chỉnh theo tất cả các scope nhá. À, đó, anh em thấy không? Rất là ngon nha, khi anh em điều chỉnh nó ngon rồi thì chúng ta sử dụng nó sẽ rất là ok. Ví dụ cốp 2 em chưa điều chỉnh này thì nó chưa có nhé. Và em sẽ xài thử này. Đó, anh em thấy không? Thì nó sẽ hơi bị đi lên một chút nhé. Thì anh em lại điều chỉnh những cái cốp khác nhé. Ví dụ cốp 2 thì em chưa điều chỉnh ấy, thì bây giờ em sẽ điều chỉnh này. Nhớ là phải mở scope lên thì anh em mở cái này anh em điều chỉnh nó mới chuẩn nha. Rồi bắt đầu tới nè. Đó, đến cái đoạn này này thì nó sẽ bị đi lên này. Thì em sẽ tạo một điểm này, di chuyển đến đoạn này nha. Nó là 33 đúng không? Thì em sẽ tăng lên khoảng là 40 đi. Thì em thấy nó đi lên khá nhiều ấy mọi người. Thay đạn này và bắt đầu test này.
Đó, nó sẽ lại bị đi xuống nhá, đi lên một chút rồi lại bị đi xuống nhá. Em sẽ lại đưa nó về thông số khoảng 35 đi. Rồi ok, tết lại này. Đó, ok chưa? Đến đoạn này nó lại hơi bị đi lên một chút này. Đó, hơi bị đi lên một chút. Thì em lại tăng độ ghim lên một chút nhé. 35 thì em sẽ tăng lên 37 đi. Rồi ok. Đó, anh em cứ vào đây anh em cài theo tất cả scope của cái súng khác em nhé. Đó, ok. Bao giờ nó chỉ chạy ngang thì là ok anh em nhé. Và anh em nhớ là điều chỉnh tất cả các súng và tất cả các scope nhé. Và điều chỉnh cái này nó sẽ khá là lâu nha. Anh em lưu ý giúp em nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người. Bye bye nha. Ở đây em sẽ hướng dẫn demo để anh em có thể hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó và anh em điều chỉnh và custom để phù hợp với cái phong cách chơi của anh em nhất nha. Cảm ơn anh em nha. Anh em nhớ đặt hàng cục chuyển đổi iPad đã ra Black máy thì bên em có cung cấp hết tất cả các thứ luôn. Anh em có thể mua hàng đặt hàng tất cả các thứ của bên em thì bên em sẽ cài sẵn hết cho mọi người. Mọi người chỉ cần về và chơi nha. Anh em lưu ý là nhớ phải biết một chút cái cơ bản để chúng ta sử dụng một cách ok hơn anh em nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye nha.